xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp GB. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 28 tây ha, tháng 6 năm 2020. Và đầu tiên sẽ là đơn hàng của Hồ Ngọc Nhi 190.000 đồng. Đây, một cái bộ bếp inox nha. Đây là bộ bếp inox có giá là 150.000 đồng. Nó sẽ có nồi nè, có bếp. Đó, bếp này xài nến hoặc là xài cồn đều được luôn. Rồi có thao, có mâm. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Như thế này 150.000 đồng và còn có thêm đó là 5 cây nến nhỏ nữa, mỗi cây 2.000 đồng để bỏ vào bếp nấu. Thế sẽ là đơn hàng của chị Tiên 123.000. Yeah, và đây là một sắp giấy nhãn hình Doraemon và Nobita, rất là dễ thương luôn, 10.000 đồng nha. Tiếp đến thì sẽ có là một cái hộp bút nước. Đây, hộp bút nước kim tuyến có hình bé thỏ này và chú chim, rất là dễ thương luôn. Ở bên hông thì nó sẽ có là một cái ổ khóa mật mã nha. Chúng ta sẽ khóa lại bằng mật mã để không có bị mất bút viết rồi đó. Nó sẽ có một ngăn, hai ngăn và ba ngăn, rất là dễ thương luôn nha. Ảnh hologram lại cực kỳ nổi bật nữa. Hộp bút này có giá là 80.000 đồng. Và bây giờ là Trương Văn Dũng, đơn hàng 100.000 đồng. Wow, bạn có mua đó là bịch băng cá nhân 5.000 đồng. Ở bên trong của nó sẽ có là 5 miếng băng keo khác nhau. Đó, rất dễ thương luôn. Wow, và còn có là 3 chiếc nhẫn nữa nè, KTV, rất là dễ thương, mỗi chiếc chỉ có 3.000 đồng. Ta-dan, và còn đây là một cái lắc tay Ấn Độ nữa nè, cực kỳ dễ thương luôn nha. Chỉ có 5.000 đồng một cái thôi. Wow, và còn có là Hello Kitty, rất là dễ thương luôn nha. Và đây, một cái hộp Hello Kitty, bên trong của nó sẽ có rất là nhiều những cái hạt pha lê. Đó, pha lê nhựa thôi nha, đủ hết hình luôn, thỏ sao, rồi là hoa, vân vân luôn. Và đây là dây để xỏ nè, chúng ta sẽ xỏ vòng tay, vòng cổ, rất là dễ thương. Chỉ có là 41.000. Xin chào Nguyễn Đoàn Lan Anh, đã đến đơn hàng của Nguyễn Đoàn Lan Anh 244.000 đồng. Và đây là kem nha, Bobbing Pop Cooking, 22.000 đồng để làm kem dâu, rất là dễ thương luôn. Đây là sản phẩm của Nhật, ở phía sau nó có hướng dẫn cho chúng ta cách làm nè, rất là tuyệt vời, chỉ có 22.000. Rồi, và còn có cả Vaseline dưỡng môi với cái màu hồng nhẹ nhẹ nè, đánh lên môi nó vừa hồng nhẹ nhàng và nó lại giúp cho môi của mình nó bóng mịn, không có bị khô, nứt nẻ nha, 40.000 đồng. Một cây bút chì, đó, đây là chì kẻ chân mày nè, 10.000 đồng thôi, màu nâu và gọi là chì xé, bởi vì ở đây nè các bạn xem nó sẽ có những cái lằn nè, đó, thay vì chuốt bút chì thì cái này mình chỉ cần xé nó ra là ok nha, cứ hết là xé thôi, 10.000 đồng một cây. Wow, trời ơi, lại còn có cái này nữa nha, đây chính là cái son lip eye baby, 45.000 đồng, dưỡng môi hồng nhẹ, rất là đáng yêu. Và một cái hộp phấn mắt. Đây, hộp phấn mắt này chúng ta sẽ mở ra bên trong để kiểm tra. Nó có giá là 58.000 đồng nha các bạn. Đây ha, cái hộp này hình cherry, vòng vòng rất là dễ thương luôn. Ôi, ở bên trong đầy đủ hết các tông màu nha, từ nâu, đen, có kim tuyến và không có kim tuyến, hồng đồ, rất là đẹp luôn. Và một cái cây để mà mình trang điểm lên, rất là dễ thương. Tiếp đến, trời ơi, cái bịch gì đây, để mở ra cho các bạn xem. Nó sẽ gồm có là một cái bánh mochi mè đen nha. Đây, một cái bánh mochi mè đen nè, rất là ngon luôn, dẻo dẻo, ngọt ngọt nha. Đây, đây nha, nó là 6.000 đồng. Ngoài ra thì bạn còn có mua đó là ba cái charm để trang trí slam, rất là dễ thương. Đó là thỏ, cún con và dâu. Đây, 5.000 đồng một cái, rất là tuyệt vời. Còn đây nữa, wow, kẹo siêu lạnh luôn nha, lạnh ơi là lạnh luôn. Và đây là kẹo siêu lạnh của Nhật, 18.000 đồng một viên. Ê, một bịch chứ lộn, hai viên. Xin chào Lê Trọng Hiếu, đã đến đơn hàng của Lê Trọng Hiếu 100.000 đồng. Và bạn mua đó là hai bộ kit làm slam nha, mỗi bộ như vậy thì là 30.000 đồng làm được 12 món. Ý là có 12 món và làm được 5 loại slam khác nhau. Hello, Bùi Phạm Thủy Tiên, đã đến đơn hàng của Bùi Phạm Thủy Tiên 155.000. Và bạn mua đó là một cái combo đồ dùng cho búp bê. Combo này có giá là 87.000 đồng, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền điện thoại đặt hàng. Nên đây gọi là một cái combo rất là thông minh khi lựa chọn mua nó. Có bàn ghế, tủ, tập sách, rồi túi sách, rồi vòng cổ, tiền, tóc lai, laptop, ly chai, đầy đủ hết luôn. Đó, wow, và còn có một bạn búp bê rất là xinh luôn nha. Mặc một cái váy nè và có túi sách, cũng như là phần tóc màu nâu đỏ, rất là đáng yêu, khuôn mặt cực kỳ xinh luôn. Chỉ có 35.000. Xin chào Nguyễn Phương Tuyền, đã đến đơn hàng của Nguyễn Phương Tuyền 79.000 đồng. Ta-dan, và đây bạn mua đó là một cái hộp móng tay giả nha. Hộp này là 46.000 đồng, bên trong nó sẽ có hai bộ móng màu đỏ trong và có hoa cũng như là có
đá ở trên này rất là lấp lánh và đẹp luôn nha. Đó, với cái bộ móng tay này thì chúng ta đi đâu, đi tiệc tùng hoặc là đi chơi, chỉ cần lấy ra dán kịch vô là xong rồi, bởi vì nó có keo sẵn ở bên trong, cho nên là mình không cần phải ra tiệm nail chờ đợi lâu lắc cũng như tụ tập đông người trong thời buổi Covid rất là nguy hiểm luôn nha. Đây, 46.000 hai bộ, bao xinh đẹp lung linh. Xin chào Lê Thanh, đã đến đơn hàng của Lê Thanh rồi nha, 208.000 đồng. Ở đây bạn có mua đó là một cái bịch gom nè, đó gom trái cây, 6 loại trái cây luôn. Và chỉ có là 5.000 đồng thôi. Còn đây nữa, trời ơi, Bookissy siêu mềm luôn. Mềm ơi là mềm, hình trái dâu nữa, cực kỳ dễ thương, chỉ có 20.000 đồng. Rồi một cái vòng tay cá tính màu hồng đen, 22.000 nha. Một cái bút cà rốt, wow, cực kỳ đáng yêu, chỉ có 5.000 đồng. Và ai uống thuốc không? Trời mưa gió đến rồi, có bạn nào uống thuốc không? Và đây là 3 viên thuốc đủ màu, mỗi viên như vậy là 7.000 đồng. Khi mở ra không? Nó lại là một cây viết nha. Đây là cây viết, không phải thuốc, 7.000 đồng một viên. Tiếp theo bạn còn có mua đó là hộp bút dẻo Fanta, một chai nước ngọt Fanta cam rất là tuyệt vời luôn. Như thế này nha, ai uống nước ngọt không? Nhưng thật ra ở bên trong của nó chúng ta có thể đựng được rất là nhiều bút luôn như thế này, cực kỳ dẻo nhé. Cho nên gọi là hộp bút dẻo Fanta, 40.000 đồng. Và còn có là một cái máy phun xương nha. Đây là máy phun xương cực kỳ dễ thương, 55.000 đồng, bỏ nước vào ha, nó sẽ phun ra một cái màng xương rất là mát, mịn ha, giúp giữ ẩm cho da, 55.000. Và đây là đơn hàng của Trần Hồ Yến Vi, đơn hàng 68.000 đồng. Tan 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 tan, wow, anh Zach nè, siêu đẹp trai, siêu dễ thương luôn nha. Đây, còn mặc áo hologram nữa chứ, 10.000 đồng một shop hình của anh Zach. Rồi còn có mua thêm là sợi dây chuyền của anh Zach là 15.000. Lưu Huỳnh Khánh Vi, đã đến đơn hàng của bạn Khánh Vi, 130.000 đồng nha. Bạn có mua đó là một cái lọ hạt nở nè, rất là nhiều hạt nở bên trong, chỉ có 2.000 thôi à, quá rẻ luôn á. Wow, và một bịch gì đây biết không? Đó là kẹo tà tưa. Đó, này anh ơi, em muốn uống tà tưa. Không có tà tưa thì sẽ cho một viên kẹo tà tưa nha, 40.000 đồng, cực kỳ dễ thương luôn như thế này. Và còn có là một cái hộp trang điểm nữa nha. Chúng ta sẽ mở ra, hộp trang điểm chỉ có 55.000 đồng màu hồng ha, có những cái trái tim nè, đó, những cái trái tim nổi bật lên như thế này, rất là xinh luôn. Chúng ta sẽ mở ra xem bên trong. Có một cái gương tròn nè, đó. Rồi ở đây thì mình sẽ có là rất là nhiều màu mắt luôn, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, trắng, đen ha. Rồi sẽ có hai tông màu má hồng để cho chúng ta chọn lựa mà sẽ trang điểm phù hợp với lại màu áo cũng như là cái màu da của mình, cũng như là phấn nền cũng vậy, có hai phấn nền luôn để che khuyết điểm đó các bạn. Ở phía dưới này thì là màu son, có 4 màu son và cả cọ và bông phấn để chúng ta trang điểm luôn, siêu tiện lợi, siêu đẹp, siêu rẻ, chỉ có 55.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Lê Khánh Linh, 98.000 đồng. Thì bạn mua đó là nguyên liệu làm slam nha, có 2 bịch tuyết xanh bông bạc này, mỗi bịch như vậy thì là 8.000 đồng. Rồi đấy là keo sữa thì là 4.000 đồng một chai, cũng như là 2 bịch borax, mỗi bịch là 5.000. Còn có là xốp li ti là 9.000 đồng một bịch. Rồi đến là hũ nè, 2, 4, 5 cái hũ trái tim có nắp để đựng slam, mỗi hũ là 2.000. Và tiếp đến là đơn hàng của Nguyễn Hồng Anh Vân, 153.000. Wow, tiếp tục là kẹo tà tưa, 40.000 đồng nha. Kẹo rất là dễ thương và ngọt ngào nữa. Rồi còn có là một cái shop hình, một cái shop giấy tô màu đó, hình công chúa rất là đẹp luôn, nhiều ơi là nhiều như thế này, mà chỉ có 20.000 đồng thôi. Đó, và còn có nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái băng keo cá nhân nha. Mỗi cái như vậy là 5.000 đồng, ở bên trong của nó sẽ có 5 miếng khác nhau, cực kỳ dễ thương luôn. Tiếp đến là Nguyễn Hoàng Yến Vi, đơn hàng 129.000. Bạn có mua đó là một cái hộp sticker lụa 50.000 đồng, có 3 cuộn nhỏ, 1 cuộn lớn và rất là nhiều cái sticker kim tuyến lung linh như thế này nha. Đây, rất là đẹp luôn, có giá là 50.000 đồng để trang trí điện thoại iPad, laptop. Rồi, còn có là một cái vòng cổ cặp hình trái tim nè, dễ thương chưa? Rất là dễ thương luôn, có giá là 32.000 đồng. Và một cái chiếc nhẫn gai nữa nha. Đây, sẽ mở ra cho các bạn xem. Wow, wow, nó dễ thương quá đi, như thế này nha. Đó, mình sẽ đeo vô tay và đề phòng khi gặp kẻ xấu, vì là con gái mà mình sẽ, đó, rất là tiện lợi, 10.000 đồng một chiếc nhẫn gai như thế này.
Và tiếp đến, xin chào Nguyễn Ngọc Sa Hân, đơn hàng là 300.000 đồng nha. Bạn có mua đó là cái laptop mini cho búp bê nè, chỉ có là 5.000 đồng. Rồi còn có là bịch phụ kiện vòng cổ là 5.000 đồng nữa. Ui, bút chì dẻo, 5.000 đồng một cây. Và còn có thêm hai cây bút khoai tây chiên và đuôi cá nè. Rất là đẹp luôn. Ấy lộn, cái này là bắp rang bơ nha. Và cái này là đuôi cá chân châu, 5.000 đồng một cây. Thước này thì là thước nước cá heo, 9.000 đồng. Có một bạn robot xếp biến hình thành xe nữa đó ha, 10.000 đồng, 15.000 chứ. Đó, và còn có bịch tiền nữa nè, hai bịch tiền mini, mỗi bịch như vậy á thì là 2.000 thôi, rất là rẻ. Vấy đơn giản cho búp bê, 1 2 3 4 5 6 7 8 nha, 8 cái váy như thế này, mỗi váy là 3.000. Wow! Ai ăn bánh sữa chua không? Đây là bánh sữa chua siêu ngon luôn nha. Bánh sữa chua này có giá là 5.000 đồng một cái. Nó giống như là bên ngoài nó sẽ là một cái lớp bánh mì sandwich kẹp chính giữa. Đó là phần sữa chua chua chua, ngọt ngọt, béo béo, rất là ngon. 5.000 đồng một cái nha, ăn rất là ngon luôn. Còn đây thì là một bộ đồ kiểu cho búp bê. Ây da, đó là một cái quần yếm nè, rồi còn có áo thun nữa, cả hai kết hợp vô đẹp ơi là đẹp, chỉ có là 35.000. Còn có đó là một cái whisky bình sữa nữa nè, dễ thương không, màu hồng trái tim nha. Whisky bình sữa này có giá là 70.000 đồng. Và tiếp theo thì còn có là 5 cái runchy rất là dễ thương luôn nha. Đây là hai cái runchy hoa cúc màu hồng và màu đỏ nè, cực kỳ dễ yêu luôn, 13.000 đồng một cái nha. Có thể đeo tóc hoặc là trang trí ở trên tay của chúng ta như thế này. Đó, cực kỳ cưng cưng luôn á. Rồi một cái là runchy phi trắng. Đây các bạn xem nè, runchy phi trắng đơn giản nhưng cũng rất là dễ phối đồ. Cũng như là cái đuôi cong Galaxy. Đó, hologram chứ, bóng bẩy rất là đẹp. Và còn có là cái pom pom màu hồng nữa nè. Ha, tất cả đều là 13.000 một cái, rất là xinh nha. Và tiếp đến là đơn hàng của Thúy An, 402.000 đồng. Và đây là đơn hàng của bạn nha, rất là dễ thương. Đầu tiên sẽ là vỉ kẹp tâm này nha, vỉ kẹp tâm này là 13.000. Wow, rồi đến là hoa cúc nữa, một vỉ hoa cúc 3 cái luôn, rất là dễ thương, 13.000. Yeah, rồi có là lắc tai hoa cúc gỗ nữa nè, có cái móc khóa rất là xinh nữa. Lắc tai này cũng là chỉ có 10.000 đồng thôi nha. Và tiếp tục lại là hoa cúc nữa, hồi nãy có kẹp hoa cúc, lắc tai hoa cúc, bây giờ thì là một cái runchy cụp tóc hoa cúc màu đen trắng rất là đẹp luôn, 13.000. Ngoài ra bạn còn có mua thêm đó là một cái runchy galaxy để phối hợp với nhiều loại đồ khác nhau đều đẹp hết nha, 13.000. Kiểu xương chó rất là ngon, vị trái cây 10.000 đồng nha. Cây bút xóa hình củ cải chen chen rất là ấn tượng ha, 14.000 đồng. Một cái cài tóc đa năng, đây một cái cài tóc đa năng nè ha, nó có kẽm ở bên trong, mình sẽ tạo thành cái nơ hoặc là tai thỏ đều rất là dễ thương luôn nha. Đây 20.000 đồng một cái cài tóc đa năng. Tiếp đến thì còn có là cây bút đuôi cá trân châu 5.000, một cây bút nho đổi màu 7.000 đồng. Rồi đến là bút dạ quang, thì ở đây sẽ có là bút dạ quang trứng. Đây, đây bút dạ quang trứng nha, mở ra. Đó, 5.000 đồng, bút dạ quang viên thuốc là 5.000, rồi đến là bút dạ quang kem thì là 6.000 nha. Trứng, thuốc và kem nhưng mà không ăn được, nó là bút dạ quang. Rồi, còn đây thì là một cái móc khóa trà sữa, 5.000. 4 bịch băng cá nhân nha, mỗi bịch như vậy thì là 5.000 đồng. Ở bên trong của nó thì sẽ có là 5 miếng khác nhau. Đây, các bạn xem nè, nó sẽ có là 5 miếng khác nhau, hình cô gái đang thả trăng sao trên bầu trời galaxy rất là đẹp. Và còn có là kẹo siêu lạnh luôn. Đó, siêu lạnh là 18.000 đồng 2 viên của Nhật nha. Và còn có là kẹo thạch dai dai. Đó, kẹo thạch dai dai 40.000 đồng vị trái cây nha. Có môn nè, cam, dứa, dâu và xoài. Đó, rất là ngon luôn. Đặc biệt bỏ vào tủ lạnh nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó sực 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 dai dai, rất là ngon luôn á. Đó, 40.000 đồng một bịch thôi. Còn bây giờ thì là kẹo marshmallow 16.000 đồng một bịch, vị vani sữa, sô-cô-la sữa, tổng hợp. Đó, 16.000 đồng một bịch. Nó mềm như whisky, tan ngay trong miệng, rất là ngọt và rất là ngon. Ngoài ra thì bạn còn có mua thêm đó là 4 bịch kẹo sữa chua, ý là 4 bịch bánh sữa chua thơm ngon. Mỗi bịch như vậy thì là 5.000 đồng. Và 5 viên kẹo con mắt nữa nè nha, mỗi viên là 2.000.
Và đây bạn còn có mua thêm đó là một bộ váy yếm Hàn Quốc rất là dễ thương nha, màu hồng và màu trắng phối với nhau, lại còn có thêm cái dây đai ở đây và hàng nút ở đây nữa, nó rất là đẹp luôn ha. Tay dài đó, vừa ấm mà lại vừa chống nắng nữa, lại rất là dễ thương nha. Chỉ có 60.000 đồng thôi các bạn. Đây ha, chỉ có 60.000 đồng thôi. Đây nè, quay kỹ luôn cho các bạn xem chất liệu, vừa rẻ mà lại vừa xinh. Đó, 60.000 đồng nha. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Như Ngọc, 205.000 đồng. Và đây, đó là một vỉ bút dạ quang nha các bạn. Nhìn tưởng nó là kẹo hồ lô nhưng đây là vỉ bút dạ quang, 30.000 đồng nè, 6 cây, rất là dễ thương. Rồi còn có là một cái lắc tay hoa cỏ bốn lá được ép khô ở bên trong nè, nhìn nó rất là làm kiểu như là đẹp á ha, long lanh luôn nè, 15.000 đồng. Rồi còn có là hai cái lắc tay cung hoàng đạo, nhân mã và kim ngưu, mỗi một cái lắc như vậy thì là 15.000 đồng. Và đây, đó, bạn còn có mua đó là cái áo hoodie đen rất là đẹp luôn nha, với phần chữ kim tuyến Galaxy rất là đẹp luôn. Đó, có cái túi ở đây, rồi còn có cái nón ở đây nữa nè, nha. Rất là tuyệt vời luôn như thế này. Đây, có cái hình này nữa ha. Và cái áo hoodie này có giá là 100.000 đồng. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 28 tây tháng 6 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 hoặc là nhắn tin Zalo Facebook bếp GP 0937899707. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau nha.